Vâng, Sơn chào cô chú anh chị và các bạn ha. Thì các video trước Vâng Sơn có chia sẻ về cái máy hút sữa rồi, cách lựa chọn nè và cách sử dụng các dòng máy hút sữa, từ dòng máy tay nè, dòng máy một bình tự động nè, hai bình tự động và có nhiều hãng khác nhau. Rồi sau đó là bà con mình có hỏi là cách bảo quản sữa như thế nào, thì mình sẽ dùng sữa đó mình cho vào những cái túi đựng để mình cho vào đông lạnh ha, để có thể sử dụng sau đó khi mà mẹ bé vắng nhà mình có thể hâm lại bằng cái máy hâm sữa. Thì cũng có rất là nhiều máy hâm sữa, có máy là hâm hai bình cùng lúc và có thể luộc trứng luôn thì cái giá thành nó sẽ cao, còn cái dòng máy một bình thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Thì đây là dòng máy của hãng Bio ha, giá của hãng là 320.000 cả nhà ha. Rồi mình cùng vui nha. Khi mà mua máy thì chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn bằng tiếng Việt bên trong đây, cả nhà mình có thể dễ dàng sử dụng nghe đó. Thì chức năng là hâm sữa nè, chức năng hâm thức ăn và chức năng khử trùng đơn giản. Ví dụ hâm sữa thì chúng ta sẽ để ở cái nút nhiệt độ 40 độ C đó, ngay chỗ bình sữa nè, cả nhà thấy không, để ở vị trí 40 độ C đó. Còn giống như là hâm thức ăn thì ở 70 độ C và để khử trùng thì tối đa là 100 độ C ha. Nhưng nhiên là khử trùng đơn giản như những cái núm sữa như thế này nè, tại cái máy này nó nhỏ nên là chúng ta chỉ có khử trùng những cái đơn giản như bình sữa và núm sữa thôi. Rồi thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ cho nước vào bên trong ha, để cho lượng nước nó tiếp xúc được với cái vật cần hâm, ví dụ giống như một cái cốc như thế này hoặc là cái bình sữa nha ha, để luôn cái bình sữa bên trong đó. Thì cả nhà thấy rất là dễ sử dụng ha, có đèn báo luôn nè. Nếu mà như để hâm sữa thì chúng ta cứ để cái vị trí cái chấm này nè ngay chỗ cái bình hâm sữa thì nó lúc nào cũng 40 độ C đó, nó giữ ấm liên tục như vậy thì lúc nào bé cũng có thể sử dụng liền được nha. Còn nếu mà như hâm thức ăn thì nó lại nóng hơn. Rồi mình có thể cho vào đây hâm thức ăn và đậy nắp lại như thế này để hâm thức ăn ở nhà ha. Còn hâm sữa thì mở ra luôn, đây cho bình sữa vào như thế này. Rồi vài thông tin chia sẻ cùng ở nhà ha. Máy này thì của hãng Bio, mã là BH8110, giá là 320.000 nghe. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe, có gì thắc mắc thì cứ gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.